Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách ghép cây lan hồ điệp nhỏ dành cho những người mới chơi lan. Thực ra lan hồ điệp thì nhà mình cũng có rất nhiều rồi, vừa rồi thì để tiện quay cho cái clip này thì mình sẽ mua 2 cây về để mình chia sẻ với các bạn một cái cách ghép dành cho một số người là mới chơi lan đang còn phân vân không biết là ghép như thế nào, cũng như các bạn thường hay nhắn hỏi mình đấy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách như thế này. Đầu tiên chúng ta mua cái cây lan về ấy, là chúng ta phải luyện, chúng ta bỏ vào cái vị trí mà cái nhiệt độ của chúng ta tới đây mà cần đưa lên giàn đấy là ít nhất là từ 3-5 ngày và tưới ẩm bình thường. Sau đó là chúng ta tiến hành là chúng ta sẽ ghép vào cái chậu hoặc là vào cái khúc gỗ nhãn hoặc là cái gỗ nào đấy mà chúng ta ưa thích. Thì mình đây thì đã luyện được 5 ngày rồi, hôm nay mình tiến hành ghép. Ta sẽ cho cái chốt xuống cho đỡ tốn giá thể. Bạn yên tâm là cái cây lan hồ điệp nó cũng rất dễ sống thôi. Ta cho vỏ thông với lại than vào giá thể của chúng ta đấy. Sơ dừa, vỏ thông, than, củi. Ta cắt cái vỏ này ra. Lưu ý là lôi toàn bộ cái rễ này ra nhé. Thì cái hồ điệp này nó dễ sống thì các bạn, đặc biệt là các bạn mới chơi lan thì ra đang còn phân vân, còn các bác chơi lâu rồi thì các bác có thể là làm nhiều rồi. Đấy, hôm nay là tôi chia sẻ cho một số bác chưa chơi hoặc là các bạn chơi lần đầu thì cây lan của nó rất nhỏ, rễ của nó rất đẹp. Các bạn lưu ý này, sau khi chúng ta bỏ giá thể ấy, là ta chỉ bỏ bằng thôi nhá, không cần phải bỏ là theo như là quay ổ gà đâu. Đấy. Còn cái phần này chúng ta nó vừa kiểm tra xong, toàn bộ là bộ rễ là rất đảm bảo, không có gì là phải bỏ đi hết. Đấy. Sau đó chúng ta đã dùng nhẹ cái tay này. Ta cho vào đây. Trong trường hợp này thì chúng ta không cần định vị bằng đũa hoặc là không định vị bằng cái gì hết, vì cây lan này nó còn nhỏ và bộ rễ chúng ta uốn nó dễ cho nên nó bám toàn bộ cái xung quanh cái giá thể của chúng ta được. Đấy. Bạn mà ra hiệu nó có cái vỏ thông bột ấy, thì các bạn mua thì nó đảm bảo là ta rắc lên trên. Nhớ là sau chúng ta rắc một số những cái bột lên hoặc là cái vỏ thông nhỏ mà hiệu người ta bán ấy, người ta rắc mặt. Thì các bạn thấy đây, bằng cách đấy thì bây giờ là cái cây hồ điệp chúng ta đã
đảm bảo các bạn yên tâm là lần này là mình sẽ không định vị bằng đũa hoặc là bằng que nhé. Vì cây hồ điệp chúng ta đã phải rải đều những cái rễ ra bên ngoài đấy rồi này. Là khoảng độ một tuần sau là tự khắc nó sẽ bám thôi. Chúc các bạn là mới dây lan ghép đảm bảo được cây hồ điệp như mình. Và các bạn nhớ nhấn cái nút đăng ký ở bên tay phải hộ cho mình với nhé. Chào các bạn.